em cũng được biết là biển Quy Nhơn là một trong những biển hiếm hoi Việt Nam có cá mập. Từ ngày phát hiện ra cá mập ở biển Quy Nhơn thì số lượng các ông đưa vợ đến tắm đông hơn hẳn. Thưa quý vị, chúng ta đã có kết quả bình chọn từ các sếp và xin mời hai ứng viên các bạn cùng nhìn lên màn hình. Chúng tôi sẽ bật mí cho các bạn về kết quả bình chọn và xin mời kết quả bình chọn. Bình chọn cho Phạm Hoài Ân và chỉ 1/5 sếp bình chọn cho Võ Minh Đức. Anh Tiến, em khẳng định ý, chắc chắn 1/5 kia là anh. Đến lượt bạn này anh không tham gia được không? Em quyết tâm chốt bạn Ân này đúng không? Và... thực ra mà nói chàng trai Ân và chàng trai Hà Nội như này rất là hay ho đấy. Nếu mà về mặt gọi là tình cảm bình thường thì tôi sẽ chọn bạn Ân. Nhưng tình cảm cá nhân của tôi với Quy Nhơn là rất đặc biệt. Dạ vâng. Tôi vừa được một trong những người giỏi AI thứ nhì của FPT. Thứ nhì thôi ạ. Thứ nhất thì tôi cũng không rõ lắm. Giám đốc của FPT Software về AI tại Quy Nhơn có một lời mời. Đức sẽ đến thăm và sẽ có một câu chuyện tiếp theo trong tuần tới. Cảm ơn sếp Tiến ạ. Sếp Tiến cực kỳ có trách nhiệm với bình chọn của mình. Xin cảm ơn em. Sau khi nhận được kết quả thì tôi cảm thấy là hài lòng bởi vì là mình đã được nhận sự chú ý từ sếp Hoàng Đăng Tiến và cũng được sếp ngỏ lời ghé thăm tới FPT Quy Nhơn. Quy Nhơn là quê hương của tôi và tôi cũng có những cái khát vọng đưa những cái công nghệ trên thế giới về phụng sự cho sự phát triển của quê hương. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với vòng chinh phục. Thưa quý vị, trước khi Hoài Ân đến với phần chinh phục của mình thì tôi sẽ mời bạn làm một thủ tục rất quan trọng. Đây là chiếc vali mà bạn đã giành được và bây giờ bạn sẽ có quyền để nhập mức lương kỳ vọng vào đây. Xin mời em. Và mức lương kỳ vọng của em đã được lưu vào hệ thống. Sau đây sẽ là phần hỏi đáp của 5 sếp để dành cho ứng viên của tôi, bạn Hoài Ân. Sếp Tiến là đã quyết định là không chọn luôn đúng không ạ? Sao mà phải bật đèn đỏ luôn ạ? Vâng, thôi chót lỡ rồi. Chót lỡ rồi, đấy. Sếp Lan thấy chưa? Lợi thế của chị là cực kỳ mạnh mẽ luôn. Chị chỉ cần sang nói luôn là anh không được tuyển bạn này. Em giỏi nhất ở chỗ nào? Em mạnh nhất ở điểm nào? Em mạnh nhất là về phân tích ạ. Hiện tại thì mọi người đang nhìn nhận là Business Analyst là cái ngành chỉ dành riêng cho ngành công nghệ. Thế tuy nhiên thì quá trình mà em làm việc và quá trình mà em học và em học hỏi thì em nhận ra là không chỉ đơn thuần là công nghệ mà bất kỳ dù là thời trang hay là dù là F&B hay là dù là xây dựng thì tất cả nên có Business Analyst. Em đã có kinh nghiệm BA một sản phẩm về công nghệ giáo dục nào chưa? Em đã có kinh nghiệm về tìm hiểu và hệ thống LMS. Thật sự là nó có rất nhiều các hệ thống liên quan đến giáo dục khác nhau. Bởi vì các hệ thống giáo dục khác nhau nó không đơn thuần chỉ là mỗi learning LMS mà nó có thể là các hệ thống về live streaming, nó có thể là các hệ thống về phân phối nội dung hoặc nó có thể là các cái hệ thống để mà tương tác quản lý học viên hoặc quản lý học sinh. Ân có thể nêu một vài ví dụ về việc mà BA áp dụng cho thời trang được không? Vì như Ân nói là Ân đến mục đích là muốn chia sẻ cái việc rằng BA không chỉ dành cho mỗi công nghệ mà nó còn dành cho ngành khác. Thật ra thì về thời trang như em biết cái thời điểm mình lên ý tưởng và cái thời điểm mà mình sản xuất không phải là cứ mình khi mình lên ý tưởng được ngay là mình sẽ có thể triển khai được ngay. Bài toán ở đây nó không đơn thuần chỉ là bài toán mình bán hàng như thế nào mà nó còn phải là bài toán mình cung ứng. Cái chi phí về tồn kho nó cũng rất là quan trọng. Anh có một câu hỏi dành cho em. Dạ. Đối với vị trí BA ấy thì đầu vào của em là các con số. Vậy đầu ra của em là gì? Đầu ra của bọn em là các đề xuất về thay đổi. Bọn em chỉ ra được là mình nên thay đổi như thế nào và nó sẽ có tác động đến các cái chỉ số như thế nào và bọn em dự đoán được các cái chỉ số đấy nó tăng giảm như thế nào. Các hàng hóa có xếp Linh và hàng hóa có xếp Hiếu đều là mình phải có một chuỗi cung ứng tốt, đủ tốt để mình đáp ứng được cái nhu cầu bán hàng. Tuy nhiên thì hàng hóa của xếp Hiếu sẽ yêu cầu một chỉ số đặc thù hơn, đó là chỉ số xoay vòng tồn kho. Bởi vì hàng hóa của xếp Hiếu nếu như mà quá cái thời điểm mà tồn kho đấy thì coi như là mình bỏ, mình không được phép bán hàng. Còn hàng hóa của xếp Linh thì có thể vẫn tiếp tục bán hàng thoải mái và có thể giảm giá để thu hút thêm khách hàng để đẩy cái tồn kho đi. Vâng. Đơn giản là đầu ra của em sẽ là những giải pháp đúng không? Vâng ạ. Ok, anh cảm ơn em. Khi một dự án mà cần đẩy nhanh tiến độ đòi hỏi em phải làm thâu đêm hoặc là thứ bảy chủ nhật và nghỉ vào những ngày khác thì em có sẵn sàng cho cái... Thật ra thì miễn là có trả lương là được ạ. Bạn đã có 3 đèn xanh, vâng. Tức là bạn sẽ có 3 offer cho vòng tiếp theo.
Bạn Ân thân mến, chúng ta sẽ bước vào vòng tiếp theo có tên là Cơ hội cho ai. Xin chúc mừng bạn. Và với 3 sếp bật đèn xanh, đồng nghĩa là bây giờ bạn sẽ có 3 người gửi tới bạn những offer. Và xin mời các sếp sẽ đưa ra offer của mình với ứng viên của chúng tôi, bạn Hoài Ân. Anh sẽ offer em vào vị trí trưởng nhóm dự án SBU, đơn vị kinh doanh chiến lược. Anh mong muốn dựa vào những cái yếu tố phân tích dữ liệu của em và đưa ra những cái giải pháp để tạo ra những cái đột phá trong kinh doanh. Trong nội bộ Cococ thì có cái vị trí BA cho sản phẩm về trình duyệt, sản phẩm về công cụ tìm kiếm và sản phẩm về một số nội dung khác như tin tức, giáo dục. Anh offer vị trí đấy, anh nghĩ là cái vị trí đấy ở Cococ nó sẽ hơi khác với cái kinh nghiệm của em á. Ở đây là không có khách hàng. Thế thì ở đây mình phải làm như nào? Mình tìm một cái tệp người dùng cụ thể, đúng không? Mình hiểu cái nhu cầu của họ. Có lúc họ không nói, đúng không? Nhưng mà mình phải tìm hiểu qua dữ liệu, qua nghiên cứu và sau đó thì mình đưa vào sản phẩm của mình. Và cái ở đây anh nghĩ là nó rất là hay vì mình xây dựng một cái sản phẩm cho rất nhiều người dùng. Thì nếu mà mình làm tốt cái việc đấy thì có cái ảnh hưởng, nó có ý nghĩa. Đấy thì anh cho cái vị trí Business Analyst trong team sản phẩm. Tôi sẽ offer bạn ấy vào vị trí Senior BA kiêm luôn UI UX. Là hai cái kinh nghiệm của bạn ấy thì đều đang ứng dụng được vào chúng tôi. Bạn vẫn có con đường rộng mở để thăng tiến đến vị trí Manager. Chúng tôi muốn các sếp hiện thực hóa offer đấy bằng cách là nhập offer đấy vào hệ thống ở trên iPad. Như vậy là các sếp đã đưa ra offer của mình lên hệ thống và hệ thống đã ghi nhận. Đây sẽ là phần cực kỳ hồi hộp khi chúng ta xem giữa các offer của các sếp và mức lương kỳ vọng của Hoài Ân sẽ như thế nào. Xin mời Hoài Ân trở về vị trí này bên cạnh tôi. Xin mời bạn. Và sau đây chúng tôi sẽ bật mí tới quý vị khán giả cũng như các sếp mức lương kỳ vọng của Hoài Ân là bao nhiêu. Xin mời. Tôi vừa mới nói mức lương thôi thì tôi thấy là phía dưới ghế ngồi của các sếp thì có một người đã là như thế này, không biết thế nào. Nhưng mà tôi vẫn hồi hộp lắm nhé. Vừa rồi chỉ là lướt qua vậy thôi. Anh em mình chưa biết thế nào đâu. Tâm trạng em bây giờ như thế nào? Em thấy nó cứ lẫn lộn ạ. Lẫn lộn à? Lẫn lộn gồm có những cái gì lẫn lộn với nhau nào? Một nửa nó vui, một nửa nó hồi hộp ạ. Một nửa vui và hồi hộp. Tôi nghĩ là 100% là vui đấy. Tại vì là vui và hồi hộp thì nó cũng na ná nhau thôi, không có gì căng thẳng cả. Anh em mình sẽ có 3 cơ hội và anh em mình phải mở lần lượt, bởi vì là mở ra cơ hội nào phải có từ mức bằng cho đến là mức vượt với mức lương kỳ vọng của em thì cơ hội đấy mới được gọi là thành công. Còn nếu không thì mình sẽ phải thương lượng. Xin mời offer đầu tiên của các sếp. $31,868,686. Vâng, đến từ sếp Nguyễn Trung Hiếu, 31 triệu. Anh nghĩ là cái phần hồi hộp của em nó tăng lên dần rồi đấy, tại vì là một trong ba cơ hội của em, một trong ba offer của em đã dưới mức kỳ vọng. Vâng ạ, xin mời offer thứ hai. $333,335. Xin chúc mừng em. Tôi nghĩ là niềm vui đến đột ngột quá và ứng viên của chúng tôi đứng đần ra vì bạn cũng không biết phản ứng thế nào. Đó là offer đến từ sếp Nguyễn Thị Ngọc Lan, vị trí Senior BA kiêm UI UX, tham gia vào văn hóa đọc và chạy. Và hiện xin cảm ơn các sếp. Tôi muốn bổ sung cho cái offer của tôi như này ạ. Vâng. Toàn bộ nhân viên công nghệ của công ty phải tham gia 90 ngày chạy và đọc sách, không được bỏ cuộc bất kể ngày nào. Bạn phải sẵn sàng bỏ lại sau lưng, gia đình bỏ lại sau lưng, chồng con bỏ lại sau lưng mọi thứ, nhưng chỉ là tạm thời. Bởi vì không có cái giai đoạn quá độ đấy, khó để có thể tạo ra một kỳ tích lắm. Vâng. Nên là điều đấy là điều bắt buộc trong văn hóa của Atlantic. Vâng. Khi mà tôi đọc một cuốn sách là chỉ số thông minh thể chất ấy, thì nó tạo ra chỉ số thông minh về EQ và chỉ số thông minh sáng tạo. Và tại sao các bạn là người dùng trí não một cách khủng khiếp như thế lại
không rèn luyện thể chất. Vâng. Thì đó là lý do vì sao tôi lại đưa kèm offer này. Bạn Ân thân mến, bạn đến đây với tinh thần của một chiến binh, thì bạn gặp đây là một chiến tướng đấy. Vâng. Và đấy là sự quyết liệt của sếp Lan. Và khi bạn về với sếp Lan thì chắc chắn bạn sẽ phải chạy cùng tốc độ, thậm chí là phải chạy đuổi, là đuổi theo làm sao thật sát với chị Lan. Rất may là em chưa làm việc với sếp chứ em mà phải chạy 90 ngày chắc em chết mất. Thưa quý vị, vừa rồi là một offer rất hấp dẫn từ sếp Lan đưa ra. Tất nhiên có một vài thử thách, nhưng thử thách đấy đều mang tính hứa hẹn để có thể mang lại cơ hội còn cao hơn nữa. Nhưng bây giờ chúng tôi muốn nghe ý kiến từ Hoài Ân. Trước tiên em phải cảm ơn sếp Lan trước. Đầu tiên là em muốn làm rõ là về văn hóa công ty. Cái về câu lạc bộ chạy với đọc thì em không vấn đề gì, và bản thân em cũng đã từng đạt được huy chương chạy. Tuy nhiên thì em muốn hỏi là hiện tại văn hóa của công ty mình là sẽ ăn mặc như nào? Em thì em và hỏi chỉ em... mặc đồng phục khi xuất hiện trong những buổi lễ sự kiện mà đã được quy định và đã được bên PR marketing hay là nhân sự gửi cho các bạn. Mình có đi làm thứ bảy vậy không ạ? Ngày làm việc là hiện nay các bạn không phải làm thứ bảy chủ nhật, nhưng khi bị tăng cường thì có thể. Em muốn hỏi thêm một nữa, phần nữa đó là mình có thưởng khác ngoài lương không ạ? Chúng tôi đang thiết lập ra cổ phần ESOP là dành cho người lao động. Thì nếu các bạn là một trong những thành viên cống hiến có thành tích thì có thể được sở hữu những cổ phiếu như vậy. Xin chúc mừng Sếp Lan và xin chúc mừng Hoài Ân. Thật ra mình đến với cơ hội cho ai ấy, là mình đã xác định rõ là sếp nào cũng được, nghĩa là cái cơ hội công việc thách thức mình và cái mức lương nó đủ tốt. Thêm một cái yếu tố nữa nó không thể thiếu nữa đó là văn hóa doanh nghiệp nó phù hợp. Sếp Lan là người thể hiện cái văn hóa doanh nghiệp nó rất là mạnh mẽ. Mình cần phải chạy, cần phải đọc sách để mà mình theo kịp được với sự phát triển, và mình cần phải trau dồi được các kỳ vọng bản thân và kỹ năng của bản thân, trí thông minh bản thân nữa. Sếp Lan cũng trả lời cái câu hỏi mà mình rất quan tâm, đó là thứ nhất đó không phải là đi làm thứ bảy, thứ hai nữa đó là ăn mặc thoải mái trừ khi có sự kiện. Với bạn Ân, lý do vì sao chúng tôi tuyển, thứ nhất là bạn ở thế hệ trẻ và đang rất phù hợp với đội ngũ công nghệ của chúng tôi. Thứ hai là bạn có rất nhiều cái quan điểm về làm việc và công việc gần với văn hóa của chúng tôi. Cái kỹ năng cũng như kinh nghiệm của bạn trong cái lĩnh vực mà chúng tôi cần tìm kiếm thì đang phù hợp. Và tôi hy vọng rằng bạn Ân sẽ là một nhân viên sáng giá và sẽ là một viên ngọc của chúng tôi trong tương lai.